Lực lượng thiếu nhi hùng hậu ha. Đó là dấu hiệu tốt, dấu hiệu phước hạnh cho hội thánh của Chúa. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ thánh buổi sáng hôm nay. Cũng mến chào tất cả quý ông bà anh chị em theo dõi trên livestream. Mục sư hôm nay cũng được biết là có cô Thảo đến với hội thánh lần đầu tiên. Thay mặt con cái Chúa chào mừng cô, Chúa ban phước cô. Có một vài điều mục sư nói trước khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau. Thực ra thì trong cái bài giảng hôm nay, mục sư chia sẻ nó cũng có liên hệ tới cái kinh nghiệm mà gia đình mục sư gặp ở Mexico về cái cơn bão nó đến ngay cái vùng của mình, nơi cái resort mà mình ở. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ này thì con cái Chúa chúng ta biết tin tức là ở tại Texas, tại Houston bị rất là nặng, nhiều triệu người mất điện và dĩ nhiên là cây cối rồi tài sản bị phá hủy rất là nhiều, nước ngập. Mà chúng ta biết là cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở tại Houston có thể nói là đứng ở Texas là đứng thứ hai, tức là California rồi tới Texas. Houston rất là đông, cho nên là xin chúng ta cũng nhớ cầu nguyện không phải chỉ riêng cho người Việt mà cho người Hoa Kỳ ở tại Texas. Xin Chúa giúp cho họ để họ qua được cái cơn bão đó, cuộc sống có thể ổn định trở lại được. Mục sư cảm thấy đó là cái cơn bão tự nhiên mà đến ở trên đất nước Mỹ. Một cái cơn bão thứ hai mà chúng ta cần phải cầu nguyện đó là cơn bão chính trị đang diễn ra ở tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Chúng ta vừa mới giữ cái lễ độc lập và chúng ta biết rằng hiện giờ các đảng phái đang tranh với nhau để chúng ta có một cái người tổng thống trong cái nhiệm kỳ mới, tổng thống mới. Thì chúng ta cầu xin Chúa để Chúa ban cho, để có những người kính sợ Chúa và Chúa chọn đúng người, đúng thời điểm và giúp ích cho dân tộc, đất nước Hoa Kỳ. Không phải chỉ cho Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ có thể giúp được những cái dân tộc khác ở trên thế giới. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho gia đình của mục sư. Rồi cũng nghe nói là mấy cô cũng có thì giờ để thông công với nhau. Cái điều đó rất là tốt. Mục sư tin rằng chúng ta sở dĩ mà gây dựng được cái tình yêu thương ở giữa vòng con cái Chúa là tại vì hội thánh của chúng ta chịu bỏ thời gian ra đi chơi. Tức là chúng ta có retreat cho hội thánh, chúng ta có retreat cho những người nữ, chúng ta có những cái sinh hoạt picnic. Cái đó nó rất là quan trọng. Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ là phải thiêng liêng lời Chúa. Nhưng mà những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ cuộc đời với nhau, nó giúp gây dựng với nhau. Bây giờ thì xin một sự xin phép cầu nguyện. Rồi sau đó thì chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa, sự tể trị của Chúa, sự bao phủ của Chúa ở trên cuộc đời của chúng con. Chúa yêu hết tất cả mọi người, những người đã biết Chúa, những người chưa biết Chúa, những người tin nơi Chúa, những người chỉ biết Chúa như là một Thượng Đế, Chúa đều yêu cả. Nhưng mà Chúa muốn chúng con đến đón nhận Ngài, để chúng con làm con cái của Ngài, để chúng con kinh nghiệm được phước hạnh như một người con của Thượng Đế. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Con cầu nguyện cho chính trị ở trên đất nước này. Chúa dấy lên những người theo ý của Ngài ở trong cái thời kỳ lịch sử này, giúp cho dân tộc, giúp cho đất nước Hoa Kỳ, những người kính sợ Chúa, có lòng thờ phượng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ban họ, ban cho họ tâm trí của Đấng Christ, sự khôn ngoan Chúa ban cho để họ đi theo đường lối của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho người dân ở tại Texas và Houston, và có nhiều người Việt chúng con ở trong đó cũng gặp cái cơn bão, gặp khó khăn. Xin Chúa Ngài giải cứu, xin Chúa Ngài tiếp trợ và Ngài cứu họ để họ có thể sống còn qua được cơn bão tố. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Con cầu nguyện Chúa Ngài cho chúng con nghe được tiếng của Chúa cho cá nhân của mình. Chúa cũng gìn giữ những ông bà anh chị em vì những lý do nào không đến được đền thờ, có thể là đi xa như là cô Hải còn ở Cali, cô Ánh đang ở Canada, rồi những ông bà anh chị em không đến được ngày hôm nay. Thì xin Chúa Ngài cũng ban ơn để họ có thể theo dõi trên livestream, nghe lại bài giảng, có sự thờ phượng Chúa ở tại nơi của mình. Con cảm ơn Chúa.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Quý ông bà anh chị em, mục sư không biết sao thích cái đề tài mà liên quan tới bão tố. Mục sư đã từng có hàng loạt bài để nói về bão tố, và trong Kinh Thánh thật sự Chúa cũng cho chúng ta thấy có nhiều câu chuyện mà liên quan tới bão tố khác nhau. Có những bão tố là chúng ta thấy là do mình đem tới bão tố cho mình và bão tố cho người khác, như ông Jonah chẳng hạn. Có những bão tố thì chúng ta thấy rằng Chúa cho phép xảy ra. Chúa kêu là xuống thuyền đi qua bờ hồ bên kia mà giữa hồ vẫn gặp bão tố. Có những bão tố thì Chúa đặt mình ở trong giữa bão tố đó là để giúp mình và để giúp người. Như là cái câu chuyện ngày hôm nay mà mục sư muốn nói, và Phao-lô trong cái chuyến mà trở về thành Roma để ra một cái phiên tòa thì gặp bão tố. Nhưng mà trong cái bão tố đó thì 200 mấy chục người vẫn sống còn được qua cái cơn bão tố đó. Cho nên là cái câu chuyện thì được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 27 từ câu 14 đến câu 44. Quý ông bà anh chị em có thể về nhà đọc lại cái câu chuyện rất là hay. Và mục sư lấy cái đề tài là How to survive a storm, tức là làm sao mình có thể sống còn được qua cơn bão. Bão tố là vấn đề khi nào chứ không phải là vấn đề nếu. Có nghĩa là chúng ta trước sau gì cũng sẽ gặp bão, chứ không phải là vấn đề là có hay là không. Bão đó có thể là bão về sức khỏe, về tài chánh, về hôn nhân, về con cái, về sự nghiệp của mình. Những bão tố xảy ra một cách bất thình lình và nó tạo nên cái sự tổn phí nặng nề về tài chánh, tinh thần, tâm lý. Lần này một sư đọc thấy có những tài liệu họ cho rằng bão tố bây giờ nó trở thành một cái môn khoa học. Tức là người ta nghiên cứu được, người ta biết là người ta dự đoán được là cơn bão sẽ đi tới vùng đất nào, đi với tốc độ nào, khi nào, tại đâu. Tức là người ta cũng đã nghiên cứu được một cái phần nào đó, nó tạo thành một cái đề tài khoa học. Rồi quý ông bà anh chị em, khi mà nói tới bão tố thì thường là mình chỉ nói tới những cái tổn hại của bão tố gây ra. Nhưng mà người ta nói rằng bão tố nó cũng có ích lợi. Tức là những cái cơn bão lớn mà nước ập tới rồi gây lũ lụt đồ này kia đó, thì sau mỗi cơn bão như vậy thì tái phân phối lại cái lượng nhiệt ở trong khí quyển và trên địa cầu. Tức là bình thường thì cái sức nóng nó tập trung ở vùng xích đạo, và những cái vùng cực thì là càng ngày càng lạnh hơn. Nhưng mà khi mà có những cái cơn bão và nó thay đổi cái vùng áp khí và tạo nên cái sự thay đổi ở trong khí quyển, thì nó phân phối lại cái nhiệt độ. Và có những vùng nó tạo nên cái lượng nước tăng lên tới 25%. Ví dụ như mình thấy Houston, như vùng Texas là coi như là nóng hạn là thường xuyên, phải không? Bữa nay là tha hồ bơi, nước quá chân. Chúng ta thấy là cái vũ trụ nó được quân bình ở dưới tay của Thượng Đế. Mục sư nói điều đó, tự nhiên mình học như vậy, mình cảm thấy cái góc độ như vậy nè quý ông bà anh chị em. Bây giờ mình ngẫm lại, mình thấy có nhiều lúc Chúa cho bão tố tới cuộc đời của mình. Mình cứ nói là Chúa ơi, tại sao là con? Nhưng mà Chúa nhìn cái bức tranh lớn hơn. Chúa nói là con cần phải bị chặn lại, con phải cần học cái bài học ở trong bão tố này là để nó ích cho cả cái thân thể của Chúa. Có nhiều lúc Chúa thấy cái bức tranh lớn hơn, chứ không phải là chỉ riêng mình. Cho nên là nếu mà không có những cái hurricanes, những cái bão tố á, thì có những nơi sẽ không có đủ nước, mùa màng sẽ gặp khó khăn, nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ như vậy nè, lý cớ của bão tố á, thì có thể là do mình. Quý vị có nghe nói không? Do mình làm chuyện gây nên sóng gió trong gia đình mình, tự mình tạo nên bão tố. Có nhiều lúc người ta làm bão tố mình bị liên lụy. Có những lúc là Satan nó đem bão tố tới cuộc đời của mình là để đánh, muốn hủy diệt cái đức tin của mình có ở nơi Chúa. Nhưng mà ngược lại có những lúc Chúa đo lường và đem tới những cái bão tố đặc biệt trong cuộc đời của mình là để dạy mình những cái bài học và để mình tăng trưởng ở trong đức tin. Nhưng mà dù là loại bão nào và cái lý do nào thì cái quan trọng vẫn là có sống còn được hay không. Nếu mà mình dự đoán được, mình biết được bản chất, mình nghiên cứu đủ thứ, bão tới chết ngắt thì cũng như không. Cho nên đó là
bắt đầu mình sẽ phải học để thấy rằng làm sao để mình có thể sống còn được. Cho nên là mới đầu thì khi mục sư đến ở tại Cancun thì cái ngày Chủ nhật tụi này cũng dự tiệc thánh, cũng gom lại nhóm thờ phượng 12 người. Mà cảm ơn Chúa có một cái chỗ nhóm rất là tốt, đúng 12 cái ghế đem hết trong phòng ra, và cái có được một cái hộp tìm được để đựng tiệc thánh. Nó đủ chỗ cho 12 cái à, 12 cái cấp để đựng tiệc thánh. Rất là phước hạnh. Nhưng mà những cái lần trước mục sư giảng về bão tố á, thì học những cái bài học ở trong bão tố. Nhưng mà hôm nay thì mục sư học với các bạn chị em là làm sao để chúng ta có thể sống còn được khi bão tố đến ở trong cuộc đời của mình. Ai cũng có bão, nhưng mà cái phản ứng của chúng ta trước bão á, nó mới là quan trọng. Người ta đưa ra một cái ví dụ như vậy, người ta nói là cũng là nước sôi. Nhưng mà có những điều bỏ vào trong nước sôi nó mềm, nhưng mình nấu canh vậy, mình bỏ rau vô cái rau nó mềm. Có những thứ bỏ vào trong nước sôi á, nó cứng, nhưng mình luộc trứng vậy, mình bỏ vô hồi cái trứng nó cứng lại. Nhưng mà có những điều bỏ vào trong nước sôi á, thì nó bay lên một cái hương thơm như là cà phê. Mình thả vào trong nước sôi thì cái mùi hương thơm nó bay lên. Chúng ta đối diện bão tố cũng vậy. Có những người mà gặp bão tố trong cuộc đời của mình rồi thì trở nên bủng rủng, trở nên yếu mềm, trở nên buông xuôi. Có những người vào trong bão tố thì lại trở nên nó là cay đắng, trở nên cứng lòng, trở nên là hận đời, hận Chúa. Và cũng có những người cùng một cơn bão tố đó thôi, nhưng mà mình thấy là hương thơm của Đấng Christ được bày tỏ, niềm vui được bày tỏ, đức tin của họ được bày tỏ ở trong những cái cơn bão tố đó. Cho nên là cái đáp ứng của mình với bão tố, cái đó quan trọng. Còn cái Chúa mình hay bị sai ở chỗ này nè, là mình không có thấy cái sự khác biệt giữa chữ being saved và being safe, tức là được cứu và được an toàn. Thực ra mình tin Chúa mình được cứu, chứ Chúa không có là miễn trừ mình ra khỏi những cái bão tố. Không, mình không có an toàn nha. Chúng ta ví dụ như ông Daniel đi. Ông Daniel vào trong lò lửa hực, đức tin nơi Chúa cứu ông, ông có thể ra khỏi hang sư tử, ông có thể bạn ra khỏi lò lửa hực, phải không? Nhưng mà cũng chính đức tin của ông là lý do mà đem ông vào trong chỗ đó. Cho nên là chúng ta sẽ có bão tố, nhưng mà Chúa cứu chúng ta và cho chúng ta sống còn. Ở trong cái câu chuyện mà chúng ta học ngày hôm nay á, thì đầu tiên á, là ông Phao-lô nói với họ rằng đừng đi vào mùa đông. Họ không nghe lời, họ vẫn đi, và cuối cùng họ gặp bão. Khi họ gặp bão thì cái phản xạ đầu tiên họ hoảng sợ, họ bắt đầu họ dục cái hành lý xuống. Dục hành lý xuống rồi bão tố vẫn còn lớn, họ dục của cải của mình xuống. Tới cái cuối cùng là bản thân họ cũng phải nhảy xuống. Họ có những ngày gọi là ban ngày thì không thấy mặt trời, ban đêm thì không thấy ngôi sao. Không biết là quý bạn chị em vượt biên có kinh nghiệm đó không? Là có những cái giai đoạn không có định hướng mà sợ hãi mà tối tăm. Nhưng mà có một người là Phao-lô, là người có được lời của Đức Chúa Trời và nói rằng không có ai chết đâu. Tàu có thể bị bể nhưng mà không ai chết. Tất cả đều sẽ sống còn. Ồ, cái điều đó là điều rất là quan trọng. Tàu có thể mất, của cải có thể mất, nhưng mà chúng ta sẽ được sống còn. Nhưng mà khi mà chúng ta học á, thì chúng ta sẽ thấy làm sao mà Phao-lô đã được sống còn. Chúng ta học điều gì để sống còn? Một sư học với bạn cho em 3 điều. Cái điều thứ nhất là phải biết mình tin cái gì. Mà không phải là tới bão tố rồi lúc đó mình mới ngồi mình nghĩ mình tin cái gì. Nhưng mà ngay từ bây giờ, khi mà bão tố chưa tới, mình phải thiết lập được cái hệ thống niềm tin ở trong đầu của mình. Mình tin cái gì? Có 4 điều. Cái thứ nhất là mình tin rằng Chúa không phải là tác giả của điều ác. Có nhiều người nói là Chúa ơi, tại sao Chúa đem bệnh tật trên cuộc đời của con? Chúa ơi, tại sao Chúa đem cái điều này đến cuộc đời của con? Không phải. Ở trong Chúa chỉ có điều tốt lành. Chúa nói là cha mẹ thế gian này là xấu, còn biết cho con mình điều tốt thay, huống chi cha ở trên trời. Cho nên là những cái điều mà
những cái điều ác mà xảy ra đối với chúng ta là đến từ ma quỷ chứ không có đến từ Chúa. Nhưng mà có nhiều lúc Chúa cho phép nó xảy ra. Nhưng mà mình phải tin Chúa không phải là tác giả. Thí dụ như ông Chớp đi. Ông Chớp nè, mất của nè, phải không? Rồi mất con cái nè, mất sức khỏe nè, mất danh vọng nè, coi như là bị bao nhiêu những cái điều mà gần gũi nhất cuộc đời của ông, quý báu nhất cuộc đời của ông bị đánh tan nát hết. Tới nỗi vợ ông không phải là cái người đàn bà quá tệ, nhưng mà tại vì cơn bão quá lớn, cho nên là bà chịu không nổi nữa, bà mới nói với ông là hãy rủa xả Chúa đi, rồi chết cho rồi đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngụ ý rằng bà cũng nói rằng cái đó là đến từ Chúa. Chúa mới khiến ông ra như vậy đó mà ông còn thờ phượng cái gì? Chúng ta thường đổ lỗi cho Chúa về những cái gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có nhiều lúc đến từ Satan, ma quỷ, có nhiều lúc đến từ chúng ta. Chúng ta phải coi Chúa dạy mình cái điều gì. Cho nên là mình tin là Chúa không phải là tác giả của những cái bão tố điều ác đó. Khi mà bà vợ ông Chớp kêu ổng như vậy, thì trong Chớp đoạn 13 câu 15 á, ông nói rằng dù tôi có chết, tôi cũng tin Chúa. Phải thiết lập là Chúa là cha yêu thương. Tất cả những gì đang xảy ra là Chúa đang kiểm soát. Ngài không phải là tác giả, nhưng mà Ngài vẫn là đấng kiểm soát. Cái điều thứ hai chúng ta cần phải tin, đó là tin là Chúa không có cho cái điều gì quá sức chịu đựng của mình. Quý ông bà anh chị em thấy mình về Việt Nam, mình thấy mình đi qua mấy cái cầu á, cái nó hay có ghi cái bảng là sức chứa sức nặng là bao nhiêu tấn. Tức là cái người kỹ sư họ xây ra cây cầu đó, họ biết rằng cái sức chịu đựng của cây cầu đó là bao nhiêu đó tấn. Nếu mà chạy quá là sẽ sập. Chúa tạo nên chúng ta, Chúa tạo nên mỗi ông bà anh chị em, và Chúa biết cái sức chịu đựng ở trong tâm linh của chúng ta, ở trong cảm xúc của chúng ta ở tới mức độ nào. Và Chúa không bao giờ cho quá sức chịu đựng của chúng ta cả. Cho nên đó là đừng có vội vã nhảy ra, đừng có quá sợ hãi, mà phải biết rằng Chúa biết rõ. Có nhiều lúc chúng ta bỏ cuộc quá sớm là chúng ta đang nói rằng Chúa ơi, chắc là Ngài sai lầm, con đã lầm bước trong hôn nhân này, con đã lầm bước vào công ty này, con đã lầm bước vào trong cái hoàn cảnh này. Không phải, quý bà anh chị em, Chúa vẫn là đấng tể trị, và hãy tin tưởng Chúa. Chúa đang muốn đem đến cho chúng ta một cái bài học, một cái mục đích gì đó. Cho nên là đừng có nhảy ra quá sớm. Tin thứ nhất là Chúa không phải là tác giả điều ác. Cái thứ hai là Chúa không cho quá sức của mình. Cái thứ ba là Chúa luôn luôn ở gần mình. Ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 18 nói rằng Chúa ở gần những cái tấm lòng đau thương. Ở trong bão tố, quý bà anh chị em, đau đớn lắm. Có nhiều lúc đó là mình bị mất mát, có nhiều lúc mình bị bệnh tật, có nhiều lúc mình bị chia rẽ, mình bị gãy đổ, đau đớn, phải không? Buồn thảm, khốn cùng, nghi ngờ, sợ hãi. Và mình đặt câu hỏi là Chúa ơi, Ngài ở đâu? Tại sao điều này đến với con? Nhưng mà phải tin là Chúa luôn luôn ở gần với mình. Quý ông bà anh chị em nhớ có một bài giảng, một sư giảng, quý ông bà anh chị em, là ở trong bão tố mình thấy không rõ, họ tưởng Chúa là ma, nhưng mà Chúa ở trên núi cầu nguyện thì thấy rõ họ đang ở trong bão tố, đang chống chèo. Cho nên là mình không thấy rõ, nhưng mà Chúa thấy rõ mình. Mình nói là Chúa ơi, bão tố, sóng gió lớn quá, con không có tiến tới được. Nhưng mà Chúa nói là ta vẫn có thể tới với con được. Chúng ta nói Chúa ơi, nước ngập đầu con. Chúa nói nước đó ở dưới chân của ta, ta đạp trên nó, ta đến với con được. Cho nên là phải tập cho mình có cái niềm tin rằng Chúa vẫn đang ở đây với con. Chúa biết những gì đang xảy ra với con. Đó là những cái niềm tin mà chúng ta cần có để có thể qua được bão tố. Và cái thứ tư là chúng ta phải tin là Chúa sẽ đem được những điều tốt ra từ cái bão tố đó. Có nhiều lúc chúng ta nói Chúa ơi đừng có để điều đó xảy ra, đừng có để điều đó xảy ra. Nhưng mà khi nó xảy ra rồi mình nhìn lại mình nói ồ cảm ơn Chúa. Nó có những cái điều tốt nó xảy ra. Một xin nói ví dụ, ở tại Cancun thì khi mà bão tới như vậy thì họ báo trước mà họ biết giờ chính xác lắm quý ông bà anh chị em.
Họ kêu là 8 giờ tối là tất cả phải ở trong phòng, không được đi ra ngoài nữa. Rồi họ xuống. Lần đầu tiên mục sư mới biết là cái phòng khách sạn của mình nó có cái cửa sắt ở ngoài ban công nữa. Tức là cái vùng đó là họ hay bị bão tố, cho nên là họ có cái cửa sắt đó. Nhân viên họ xuống họ nói là tôi cần phải đóng cái cửa sắt. Thế là mình mới ra mình biết, ồ, có cái cửa sắt. Tức là có cái cửa kiến, rồi có cái cửa lưới, rồi thêm cái cửa sắt bên ngoài. Mà nếu như mà họ không đóng cái cửa sắt đó, là tối hôm đó là bảo đảm cái phòng mục sư là cửa kiến bay mà nước sẽ vào rất là nhiều. Tại vì sáng đó, nước nó vẫn vào phòng, không biết cách nào. Tức là gió đẩy nước vô rất là mạnh. Mà nó đập cái cửa sắt của mình á, ầm, giống như là ăn trộm tới. Người ta phá nhà mình vậy đó. Nhưng mà khi mà bão tố đến, mục sư mới biết là chỗ đó có cái cửa sắt. Có những cái lúc Chúa cho bão tố tới, thì mình mới thấy được rằng Chúa đã bảo vệ, Chúa đã có chương trình cho mình rồi. Một cái điều nữa, là trong cái khu đó họ trồng dừa rất là nhiều. Cho nên khi mà nói là bão tố đến á, là họ kêu người tới chặt mấy cái lá dừa đi, để cho khi mà gió thổi nó đỡ bị tác động, nó đỡ bị rớt xuống trúng người ta nguy hiểm. Và nó chặt mấy cái vườn dừa xuống. Thế là mấy anh em ở trong nhóm của mình á, đi ra xin cho tiền tiếp. Thế là xúm nhau, hàng ngàn người ở khu đó chỉ có mình uống nước dừa. Mà uống nước dừa cái ngày đó xong, bữa sau cái anh ở trong nhóm gọi nữa, mục sư, anh em xuống uống nước dừa. Hỏi đâu vậy? Không biết sao nó biết phòng của mình, nó đẩy nguyên một xe tới. Thế là tụi này uống nước dừa luôn mấy ngày. Quý ông bà anh chị em, tự nhiên ở một cái nơi nóng như vậy, trong cái kỳ nghỉ đó được uống dừa tươi. Cái tốt ở trong bão tố đó quý ông bà anh chị em. Mục sư nói cái đó vui, nhưng mà thật sự xin Chúa cho mình mở mắt thiêng liêng ra để thấy được những sự tốt lành của Chúa. Ngài vẫn tể trị và có những điều ích lợi. Có thể mình đi qua một cái hôn nhân bị gãy đổ, có thể con cái mình bị nghiện ngập, có thể là cái công việc mình bị mất, nó có những cái bão tố đến. Nhưng mà Chúa có những cái điều tốt ở trong cái cơn bão tố đó. Chúa khiến cho mình biết mình được tốt hơn, biết Chúa được tốt hơn và biết người chung quanh mình được tốt hơn. Cho nên đó là bốn điều mình cần phải tin cho được. Tin là Chúa không phải là tác giả của những điều ác đó, để đừng có cay đắng, đừng có bỏ chạy. Cái thứ hai, tin là Chúa không có cho quá sức chịu đựng của mình. Cái thứ ba là trong dù cho sóng gió mịt mù thì Chúa vẫn ở gần mình. Và cái thứ tư là có những điều tốt sẽ lấy ra được từ ở trong bão tố đó. Rồi, ngoài cái việc mình tin, thì cái thứ hai á, là mình phải học cái cách để mình giải tỏ được cái cảm xúc của mình. Mình có sợ hãi, mình có nghi ngờ, mình có bấn lên, mình có khủng hoảng, thì có hai điều mình cần phải học. Cái thứ nhất là hãy đổ lòng của mình ra với Chúa. Hãy đổ lòng mình ra với Chúa. Đau thương lắm, những cái hôn nhân gãy đổ, những đứa con bỏ nhà, những hoàn cảnh ốm đau, đối diện những người thân nằm ở trên giường bệnh, chỗ sống chết, đau đớn lắm quý ông bà anh chị em. Đổ lòng của mình ra với Chúa. Chúng ta đừng có ngồi đó trách móc người, đừng có cay đắng với trời, nhưng mà hãy đổ lòng ra với Chúa để mình thấy Chúa ôm mình, Chúa bồng ẩm mình, Chúa carry mình qua những cái cơn sóng gió đó. Quý ông bà anh chị em nhớ ở trên thập tự giá đó, Chúa Giêsu nói sao? Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, tại sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa trong bão tố của Ngài, Ngài hỏi câu hỏi tại sao? Cho nên chúng ta cũng có quyền hỏi Chúa câu hỏi tại sao? Mà Chúa yêu chúng ta đủ để có thể đón nhận những câu hỏi đó. Tại sao Chúa? Tại sao Chúa để cái hoàn cảnh như vậy? Bây giờ con phải nuôi con một mình, hôn nhân con như thế này. Tại sao Chúa không cản lại, Chúa để con bị rơi vào trong cái chỗ này? Chức vụ của con bị mất, gia đình của con bị khốn đốn. Tại sao? Nhưng mà quý ông bà anh chị em, chạy đến với sự khiêm nhường hạ mình, đổ lòng ra với Chúa, để Chúa hướng dẫn đời sống của mình. Cái thứ hai, để giải tỏa được cái cảm xúc ngoài cái việc mình kêu Chúa đó, thì mình phải chia sẻ cái gánh nặng đó với anh em, với chị em mình. Một sư rất là vui, nghe nói là mấy cô đi qua Canada chơi và có thời gian để tâm tình với nhau. Cái thời giờ đó là tuyệt vời.
Mục sư lúc trước đi chung với một cái nhóm người nam giới của nhiều người Mỹ đi xây nhà cho người nghèo ở tại Mexico. Nhưng mà cái việc xây nhà là chuyện không có giá trị bằng cái thì giờ mà mấy chục ông thanh niên đó mà ngồi lại mỗi người được 5 phút kể lại câu chuyện cuộc đời của mình. Và mục sư bao giờ cũng nhớ chưa bao giờ mà thấy mấy ông ngồi mà khóc bù lu bù lo. Trước đàn bà đâu có dám khóc mà ngồi đàn ông với nhau kể câu chuyện cuộc đời của mình, khóc rồi cùng ôm nhau cầu nguyện với nhau. Chia sẻ cái cảm xúc của mình cho những người chung quanh. Vườn Gethsemane là cơn bão ở trong tâm trí của Chúa. Chúa đã nói rằng xin được thì cất chén này khỏi con, mà theo ý cha phải theo ý con. Chúa cầu nguyện mà mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn. Nhưng mà quý ông bà anh chị em nhớ không, Chúa vô vườn Gethsemane đi với ai? Đi với ba đệ tử ruột là Phi-e-rơ, Giăng với Gia-cơ. Mặc dù mấy ông cũng ngủ lên ngủ xuống chứ mấy ông cũng phải thức, nhưng mà Chúa nói sao? Các ngươi không thức được với ta chút sao? Cầu nguyện với ta, kẻ thù đã đến rồi. Phải không? Chúng ta cần những người đó. Nhưng mà đừng có chờ bão tố tới rồi mới kiếm bạn, không ra. Xây dựng bạn trước để chúng ta trong bão tố có thể chia sẻ được. Anh chị em mình ở trong hội thánh yêu thương nhau, tới khi bão tố thổi đến một đứa nào thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ với nhau. Cái điều đó là cái điều cần. Tôi nói cái thật với quý bà anh chị em, phải có bạn, và bạn từ bây giờ tới khi bão tố nó thổi mất nhiều bạn lắm à. Có nhiều đứa bình thường bạn bão tố nó mất tiêu rồi. Cho nên giờ mình có nhiều tới đó mình còn được vài đứa. Còn mình không có đứa nào tới đó mình kêu là không có kiếm đâu mà ra. Việt Nam mình nói là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên tìm ở đâu ra? Tìm những người bạn ở trong đức tin, gia đình, hội thánh để mình yêu thương, mình chấp nhận. Mình chấp nhận cái sự thật của nhau. Mình chấp nhận cái câu chuyện cuộc đời của nhau. Mình không có xét đoán nhau. Mình vẫn yêu thương nhau, mình nâng đỡ nhau. Và cái điều cuối cùng mục sư muốn nói là phải biết. Cái thứ nhất là phải biết mình tin cái gì. Cái thứ hai là biết làm sao để mình giải tỏ được cái cảm xúc. Và cái thứ ba, biết khi nào cần phải ra khỏi tàu. Ở trong đoạn 27 á, thì câu 31 á, thì Phao-lô nói như vậy. Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Tức là có một cái giai đoạn mà kêu rằng đừng ra giờ này. Ra là tiêu. Nhưng mà tới cuối á, khi mà tàu chìm á, tới lúc phải ra, không thể ở đó được. Mục sư cảm thấy có những người gặp bão tố, chúng ta nhảy ra quá sớm. Hôn nhân vừa mới có sóng gió gì đó là chúng ta nhảy ra liền. Gặp sóng gió gì đó, có nhiều người vợ chồng đang yêu thương, sống rất là tốt, sanh ra một đứa con có một chút khiếm khuyết gì đó, bà mẹ phải dành nhiều thời giờ cho con mình, ông chồng ích kỷ bỏ vợ bỏ con đi ngay tức khắc. Có nhiều người đã ra khỏi tàu của mình quá vội vàng. Có nhiều người công ty mình gặp khó khăn cái bỏ liền, không có thấy là mình là một cái thành phần ở trong đó, mà chỉ nghĩ tới ích lợi của mình, bỏ gia đình, bỏ công ty, bỏ hội thánh. Hội thánh có việc là mình nhảy mình đi kiếm hội thánh khác liền. Mình chỉ kiếm hội thánh nào mà mình cảm thấy nó có lợi cho mình. Âm nhạc nghe đã lỗ tai, mục sư giảng cho được. Cái gì mà ít mà cái hội thánh mà có việc cái là mình nhảy. Coi chừng, đừng ra quá sớm. Có những lúc Chúa muốn mình ở lại để cùng nhau chống chèo. Nhưng mà trường hợp thứ hai là có những trường hợp tàu nó chìm rồi còn không chịu đi nữa. Đã tới lúc mình phải đi. Có thể là mình bị phá sản và mình đau đớn bị phá sản đó, nhưng mà không phải vì điều đó mà cứ ngồi ở nhà nhậu hoài đau khổ tức tối. Đã tới lúc cũng phải đứng dậy rời bỏ cái chỗ đó mà phải đi ra tìm một cái cơ hội mới, xây dựng lại một cái cơ hội để làm lại kinh tế cho gia đình. Có nhiều người ở trong hôn nhân của mình, chúng ta phải đi tới cái chỗ gãy đổ. Chúng ta bắt đầu ở lại chỗ đó quá lâu. Chúng ta ở lại để nuôi cái hận, nuôi cái cay đắng, để nuôi cái đau đớn ở trong đời sống của mình. Nhưng mà tàu nó chìm,
tới lúc mình nói that's enough, mình phải bước tới, đời mình còn dài, tự cho mình một cơ hội mới, xây dựng lại một hôn nhân mới, tìm một công việc mới, phải làm lại. Chúa là cơ hội thứ hai, cơ hội thứ ba, cơ hội thứ tư. Chúa luôn luôn ân sủng với chúng ta. Chúng ta cần phải biết cái lúc nào là cần phải bước ra. Tôi nhớ tôi có người chị ruột ở bên Úc. Khi mà anh chồng của chị bị ung thư rồi qua đời, thì trong vòng chỉ có một năm thôi, chị hai và chị ba, hai người chồng đều qua đời vì ung thư. Thì cái giai đoạn đó rất là khó, rất là nặng nhọc, rất là đau đớn cho mấy chị. Thì chị tôi ở bên Úc mà qua đó, bưng cái hình ông chồng theo, đi đâu cũng ôm ở trong người. Rồi cứ mỗi lần mà giao chị ở cái phòng nào thì chị đem cái hình lên chị để, rồi chị ở đó. Đi chơi kéo nhau cả nhà lên Las Vegas, ôm ông xã tao theo, rồi xong rồi để ở đó. Gia đình hiểu, không ai can thiệp. Cái giai đoạn đó nó phải là như vậy. Nhưng mà rồi tới một cái giai đoạn thì mấy chị mới quyết định là phải release cái tro của ông xã mình, cần phải thả đi, và cái bức hình đó cần phải để ở nhà. Mấy chị vẫn sống một mình chứ chưa có lập gia đình, vẫn sống như vậy với con. Nhưng mà cái điều tôi nói rằng có những cái bão tố nó đến, nó rất là lớn, cái sự tổn thương nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta cũng phải cho mình một cái cơ hội là tới lúc cần phải ra khỏi tàu, chứ đừng có để cái tàu đó nó kéo mình chết chìm luôn. Cho nên là nguyện Chúa ngài ban phước cho quý ông bà anh chị em. Có thể là chúng ta đang ở trong bão tố, có thể chúng ta sẽ gặp bão tố. Hãy lập cho mình biết rõ là mình tin điều gì ở nơi Thượng Đế, để bão tố đến mình mới có thể sống còn. Phải biết cách để mình giải tỏa được những cái cảm xúc của mình. Và xin Chúa cho mình có cái sự khôn ngoan để mình biết khi nào ra khỏi tàu. Cái dự báo thời tiết á, bây giờ nó hay quý bạn cho em. Thí dụ như bây giờ họ gửi giấy tới mỗi phòng khách sạn. Họ nói là ở đó, ở trong phòng là 8 giờ phải ở trong phòng. Là họ cho mình thức ăn đem vô trong phòng luôn, tại họ không biết là mình sẽ ở trong phòng bao lâu. Nhưng mà họ nói rằng chờ đợi cho tới khi cái thông báo kế tiếp. Tức là mình không phải chỉ nghe một lần, mà mình phải nghe liên tục để nhận được cái tin tức mới nhất. Cũng giống như Phaolô nói rằng lúc này không ra được, nhưng mà tới lúc này thì phải ra. Làm sao ở trong bão tố mình nghe được tiếng của Chúa, mình nghe tiếng của Chúa cập nhật cho mình cái lúc nào Chúa muốn mình chịu đựng, và tới cái lúc nào Chúa muốn mình giải tỏa. Và xin Chúa ngài ban ơn cho cái điều quan trọng vẫn là chúng ta vẫn sống còn. Và khi chúng ta sống còn trong bão tố, có nghĩa là chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta hiểu được Chúa, và chúng ta sẽ có kinh nghiệm để chia sẻ và gây dựng cho người khác. Amen. Quý bạn chị em, Chúa ban phước cho Hội Thánh.